Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Xin tất cả đại chúng cùng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca MC mới vừa thông báo vì nào có câu hỏi cứ giơ tay rồi quý thầy sẽ mang giấy xuống cho mình. Nhưng mà trong khi đó thì con bà xin nói cho đại chúng chút xíu trước đây. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau một lần nữa tại sân chùa Lâm Tỳ Ni thuộc thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Mặc dù hôm nay là chiều thứ hai, quý vị đã trở về lại để đi làm sau một cuối tuần, và giờ phút này đây tại sân chùa đã đầy tất cả quý Phật tử gần xa và đứng ra ngoài tới phía gốc cây tới quán ăn. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính thăm hỏi sức khỏe của quý vị. Quý vị chiều nay có khỏe không? Mong quý vị luôn luôn vui vẻ và dịu ấm, tại vì mình chỉ còn gần nhau một đêm nay nữa thôi. Và có những vị đã gặp Pháp Hòa suốt mấy ngày qua, ở từ khi Pháp Hòa đặt chân đến tiểu bang này cho đến giờ phút này, thầy đi đâu tôi theo đó. Kính thưa đại chúng, đây là một niềm vui của một người xuất gia con Phật, khi có một cái trách nhiệm, cái bổn phận là đi chia sẻ Phật Pháp với tất cả quý Phật tử gần xa, nói cho cao sang. Chữ nghĩa thì gọi là đi hoằng pháp lợi sinh, nhưng mà đối với Pháp Hòa thì có lẽ mình chưa đủ khả năng đó, mình chưa đủ cái tư cách đó, thì thôi chỉ xin là một người chia sẻ Phật Pháp để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Mong làm sao quý vị có được cái niềm vui, có được cái phương pháp tu tập tốt trong đời sống mình, thì đó là mình cũng làm một phần nào trách nhiệm của người xuất gia con Phật. Thưa đại chúng, chữ Lâm Tỳ Ni á là mình phiên âm từ tiếng Pali, tiếng Phạn. Tiếng gốc của chữ Lâm Tỳ Ni là Lundini. Ở trong từ điển á, thì
thì không để giữ lâm tỳ ni mà để lam tỳ ni, tại vì đó là phiên âm từ tiếng âm Hán. Tiếng âm Hán âm lumini thành lam tỳ ni, cho nên ngày nay quý vị tra Phật Quan Tự Điển thì quý vị phải tra là lam tỳ ni, chứ còn lâm thì nó không ra. Thì cái chữ lâm tỳ ni là gì? Nó là tên của một khu vườn mà ngày xưa Đức Phật của chúng ta đã sinh ra tại khu vườn này. Và cái vườn này ngày nay vẫn còn ở tại Nepal, chúng ta thường gọi chung là Ấn Độ để cho dễ nhận diện, nhưng mà thật ra nó là một đất nước nhỏ kế bên Ấn Độ là nước Nepal. Và cái khu vườn này bây giờ có xây dựng, tức là bảo quản tốt để kỷ niệm nơi mà Thái tử Siddhartha ngày xưa đã hạ sinh ở đây. Đức Phật của chúng ta có một cái đặc biệt là cuộc đời của Ngài đã gắn chặt với thiên nhiên. Đó là Đức Phật đản sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì cái tên chùa này tên là chùa Lâm Tỳ Ni là lấy lại cái tên của một khu vườn mà ngày xưa Thái tử Siddhartha, tức là nói cho chúng ta dễ biết là Đức Phật đã hạ sinh ở đó. Và Đức Phật bây giờ người ta khảo sát, người ta khảo cổ lên thì người ta đã tìm được những cái manh mối, tức là ở dưới lòng đất sau nhiều ngàn năm, hơn 2000 năm thì có những cái động đất hay là những cái thay đổi, mà bây giờ người ta ở dưới lòng đất người ta tìm được những cái dấu vết mà ngày xưa ở đó đã từng dựng lên một ngôi chùa để kỷ niệm nơi mà Đức Phật đã giáng trần. Và vua A Dục, tức là vua Ashoka, là một người mà đã thống nhất Ấn Độ, mà ông cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng vậy đó, tức là Tần Thủy Hoàng ngày xưa là thống nhất Trung Quốc bằng gồm Thâu Lục Quốc, thì ông Ashoka cũng một hình thức như vậy. Nhưng mà sau khi mà ông đã tỉnh ngộ đó thì ông vua Ashoka này đã trở thành một đệ tử, một Phật tử chân tín, chân chánh, và có một cái công, có một cái công đức là giúp để mà truyền bá Phật giáo. Và đặc biệt là đích thân ông đã đi đến những thánh tích đó để đảnh lễ và dựng lên một cái cột trụ, và ông đã khắc ghi những cái chữ của thời đại của ông để nói lên rằng nơi đây chính là nơi mà Thái tử Siddhartha dòng họ Thích Ca đã hạ sinh và sau này là trở thành một vị giác ngộ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau này người ta, những nhà khảo cổ đã đến cái cột đó và đọc được những cái chữ đó, khảo cổ để xác định đây quả thật chính là cái nơi mà hạ sinh một thái tử của hơn 2600 năm về trước, mà ngày nay là Đức Phật của chúng ta. Và chẳng những như vậy, ông đi đến nơi nào thì ông dựng một cái cột lên, và nhờ đó mà các vị đã có được một cái đầu mối để mà xác định nơi chốn Đức Phật. Thì Đức Phật á, sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni năm 624 trước Tây Lịch. Và khi mà Ngài đi xuất gia, Ngài tu hành thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, ở nơi rừng Gaya. Rồi khi mà Ngài thành đạo xong rồi, Ngài thuyết pháp lần đầu tiên tại một khu vườn. Vườn này có rất nhiều nai, cho nên gọi là vườn Lộc Uyển. Chữ Lộc là nai, Uyển là vườn, Lộc Uyển tức là vườn nai. Và khi về già lớn tuổi, Đức Phật đã niết bàn, tức là mất, qua đời viên tịch ở tại khu rừng tên là Kusinaga. Ở nơi đó là có những cây sa la. Như vậy cuộc đời của Đức Phật có bốn cái điểm quan trọng, đó là đản sanh, thành đạo, thuyết pháp, niết bàn, đều ở dưới thiên nhiên. Sanh tại vườn Lộc Uyển,
thành đạo dưới, sanh ở vườn Lộc Uyển mà dưới, sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni mà dưới gốc cây Vô Ưu là một loài hoa đẹp ở lúc đó. Mà theo truyền thuyết á, là hoa đó nở là thánh nhân ra đời. Thì lúc đó hoàng hậu Maya đi vào trong vườn đó, đi vào trong khu vườn đó và đã thấy được cái hoa đẹp, thì với tay định hái, thì ngay lúc đó chuyển bụng hạ sanh thái tử dưới gốc cây Vô Ưu. Và khi mà ngài thành đạo thì thành đạo dưới một gốc cây da ở trong khu rừng đó, và ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Và khi Đức Phật chuyển pháp luân nói pháp lần đầu tiên thì tại vườn Lộc Uyển, vườn đó có rất nhiều nai. Ngày nay quý vị đi vào Ấn Độ để tham bái thánh tích vẫn có thể đi tới khu vườn đó và vẫn còn gặp những con nai sinh sống trong đó. Mà bây giờ những con nai đó gần như là những loại nai mà người ta nuôi để mà cho nó có cái không khí của một cái khu vườn đó. Nó gần, rất gần sông Hằng. Cho nên là ai đi Ấn Độ tham bái thánh tích, thăm Varanasi, vườn Lộc Uyển thì thế nào cũng sẽ có một chương trình đi thăm sông Hằng. Và cuối cùng Đức Phật đã thị tịch ở tại khu rừng Sala, ở thành Kushinaga. Ngày nay bốn thánh tích đó vẫn còn đủ. Và hôm nay nhân sự kiện Đức Phật, mùa đản sinh của Đức Phật, và các chùa đã tổ chức lễ Phật đản từ hôm đầu tháng 4 âm lịch dài cho tới những tuần lễ này. Và thậm chí có những chùa tuần tới bắt đầu mới làm lễ nữa. Thì quý vị biết là ngày nay mình ăn sinh nhật Phật lớn lắm. Ăn cả tháng trời vậy đó. Mà quý thầy bây giờ là mỗi một năm như vậy là đi 4 năm chùa để mà dự lễ Phật đản. Thành thử ra ăn sinh nhật Phật khắp nơi. Đây, nhân cái sự kiện vẫn còn trong mùa lễ Phật đản, cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại một chút lịch sử cũng chùa. Nó có gắn bó với cái địa danh nơi Đức Phật đản sinh, đó là Lâm Tỳ Ni. Tiếng Phạn đọc là Lumbini, bây giờ mình đọc là Lumbini Garden. Và người Hoa đã dịch cái chữ Lâm Tỳ Ni đó là gì? Là lạc thắng viên quang. Lạc là vui, quang là ánh sáng, viên là khu vườn, thắng là thù thắng. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là khu vườn có đầy đủ niềm vui, thù thắng viên mãn rốt ráo. Đó, chữ Lâm Tỳ Ni dịch là lạc thắng viên quang. Chữ viên là vườn, viên quang là ánh sáng của một khu vườn mà đầy đủ những niềm vui, viên mãn những niềm vui. Mà vui thật phải không? Vui thật. Nếu mà Thái tử ngày xưa không có sinh ra thì ngày nay mình đâu có Đức Phật. Đó, cho nên hồi chiều ngồi ăn cơm với quý thầy, chọc thầy trụ trì, nói chùa thầy trụ trì là coi như là nhân tài nằm đây hết. Nói dạ đúng rồi, nhờ có Lâm Tỳ Ni ngày nay mình mới có Phật, cho nên về đây mới có cơm. Đó, thì có một cái cách dịch thứ hai, người ta đã dịch ra cái vườn Lâm Tỳ Ni theo cái nghĩa thứ hai là gì? Là hoa hương, tức là mùi thơm của hoa. Đây là dịch ý. Và dịch ý là, thứ nhất là cái vịt dịch ý là gì? Lấy cái ý đó, bởi vì sự kiện Đức Phật ra đời ở khu vườn đó đã làm cho một cái niềm vui không có cái gì vui bằng. Bởi vì sao? Bởi vì một con người ra đời mà làm lợi lạc cho quá nhiều người, cả suốt 2600 mấy năm nay mà con người vẫn còn được thừa hưởng niềm vui của một con người đó để lại. Như vậy thì thưa đại chúng, chỉ cần nhắc tới sự kiện Đức Phật thôi thì chúng ta cũng đã đủ học cái gì? Học được cái cách sống như thế nào để mang niềm vui và lợi ích cho nhiều người. Cho nên tại sao chúng ta gọi là Phật đản mà chúng ta không gọi là Phật sanh? Phật đản nghĩa là gì? Là Đức Phật đã sanh ra, nhưng mà chữ đản này là một đem lại một con người có mặt ở thế gian này nhưng mà mang niềm vui lại cho nhiều người. Cho nên chúng ta là Phật đản hay là Khánh đản.
chữ đảng là sanh, mà sanh mà mang lại niềm vui cho tất cả. Cho nên mình là một người Phật tử nói riêng, hay tất cả những ai là những người có cái duyên được tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta phải học được một cái cách sống như thế nào để an lạc cho chính mình và cho nhiều người. Thưa đại chúng, bất cứ khi chúng ta lớn lên thì cái việc chúng ta cần làm là gì? Đó là sự giao tiếp. Mình muốn công ăn việc làm tốt, mình muốn mọi sự được suôn sẻ, mình muốn có được một cái sự gọi là giao hảo tốt, thì cuộc sống này phải có một sự giao tiếp. Giao là gì? Giao là giao thiệp. Giao này là trao, là gửi, là đón. Tiếp là gì? Là nhận. Phải không? Giao tiếp là mình phải giao cái gì để mình tiếp được cái gì. Cho nên thường sống một cái người mà phải học cách giao tiếp. Mà quý vị để ý coi, mình gặp nhau mà không có được một cái niềm vui thì làm sao chúng ta giao tiếp? Nói thôi anh ra anh giao tiếp rồi, thôi người đó tôi không thích nói chuyện, nghĩa là tôi không thích giao, mà tôi cũng không thích tiếp. Khách tới thì mình phải tiếp, khách tới thì phải tiếp, mà hãy tiếp thì phải đãi, gọi là tiếp đãi. Mình tiếp mà mình không có đãi thì đâu có được. Cho nên trong cuộc sống này đãi nó có hai thứ. Một là chúng ta đãi những cái vật chất như là trà, bánh. Nhưng có một cái chúng ta có thể đãi nhau mà nó mới giữ được cái tình này lâu, đó là gì? Đó là cái cách sống của mình, cái cách mà chúng ta giao tiếp với người đó. Nói theo tiếng Anh là cái communication, cái behave. Vậy thì ở trong sự giao tiếp này, ngoài chuyện chúng ta mời bánh, trà, thức ăn để chúng ta đãi người đó, chúng ta phải đãi nhau bằng những cái thiện sự. Bằng cách nào? Nếu chúng ta là một người muốn giao tiếp tốt thì ở nơi cái lời nói của mình, lời thiện của mình không lìa miệng. Đây là lời chư tổ dạy nha. Cái lời thiện của mình không bao giờ rời khỏi cửa miệng của mình. Người xưa dạy á, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ kẻo mua tai nạn. Mà quý vị thấy không? Nói ra một lời là như là coi như cái cửa mà. Cho nên cả cái thân này á, người xưa ta quy định gì biết không? Đây là cửa chính, main door, main entrance. Đây là gì biết không? Hai cửa sổ. Còn này là hai cửa hông. Thành thử ra một lời nói nó vô, phải không? Nó vô, mà nếu như trường hợp á, mà không khéo là nó ra. Vô đây rồi ra đây, ra đâu? Ra bên cạnh đó. Nè Pháp Hòa vừa nói xong quý vị nghe cái, hay không? Đúng không? Tụi mình phải khiều người kế bên này là bên hồ. Cho nên hồi xưa tao quy định vậy, cái mặt của mình á như một cái nhà. Đây là chân, đây là cái gì biết không? Mái nhà. Đây là mái nhà. Đây là cửa sổ. Đây là cửa chính. Đây là cửa hông. Thành thử ra cái nhà đó nó phải đủ, có cửa sổ, cửa chính, cửa hông và mái nhà. Diện mạo con người cũng phải vậy. Diện mạo con người cũng phải đầy đủ như vậy. Cho nên gọi là cái mặt. Nhà mà ở ngay đầu đường kêu mặt tiền. Phải không? Cái mặt là cái gì? Cái bề nổi. Mà nó ngộ cái trên cái mặt này á, phần lớn là cái gì cũng chữ M. Mi. Này gì? Má. Mắt. Môi. Miệng. Mỏ. Bữa nào lâu lâu ngồi mình điểm cái mặt mình thấy cũng ngộ ha. Mình phát hiện ra một điều là phần lớn sao trên này toàn là M, toàn diện kêu cái mặt, không? Mày, mi, mắt, má, mũi, môi, mỏ, miệng. Lạ không? Này gì? Chỉ có này cầm thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy á,
mình phải có cái lời thiện khi mình nói ra. Cái vẻ đẹp của ngôn ngữ là việc kính cẩn và ôn hòa. Mình nói ra điều gì cũng được hết, mình muốn bất đồng với ai cũng được hết, nhưng lời nói đó phải nói từ cái sự ôn hòa. Ở trong kinh Pháp Cú Hán Tạng đó, có một câu như thế này: ác ngôn mạ lị, kiêu căng miệt người miệt nhân, hưng khởi tị thị hành, tật oán ư sanh. Mình tạm dịch cái câu này là ác ngôn mạ lị, tức là lời nói ác và mạ lị người khác, kiêu căng và khinh thường người khác. Đây là mấy việc nha. Ác ngôn mạ lị là hai rồi. Ác ngôn mạ lị, kiêu căng miệt nhân, tức là kiêu căng và miệt thị người khác. Nếu việc này thường xuyên cứ làm hoài, tiếng Hán gọi là hưng khởi thị hành, cứ như vậy, cứ thị hành, tức là như vậy mà làm, mà làm hoài nó hưng khởi thì, như vậy thì làm sao? Tật oán ư sanh, người ta oán trách mình, người ta tị hiềm mình, mọi sự oán trách tị hiềm trong đời sống từ đây mà sanh. Sanh từ đâu? Sanh từ cái chỗ chúng ta ác ngôn mạ lị, kiêu căng miệt nhân. Đó là lời của một câu trong kinh Pháp Cú Hán Tạng. Câu thứ hai: phu sĩ chi sanh, phụ phú tại khẩu trung. Phụ tại khẩu trung, người đời á mà nói ra cái cửa, cái búa nó nằm ngay miệng. Một cái lời nói ác á, mà nói ra giống như cái búa mà nó nằm ngay cái miệng mình vậy đó. Thì gì? Sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn, sở dĩ nó chém cái thân mạng mình, đoạn mạng mình, là từ cái do cái lời nói ác của mình. Cho nên khi mà chúng ta có năm cái giác, khi mà chúng ta có một cái phước, chúng ta có một cái miệng, thì lời nói chúng ta phải tốt. Bây giờ quý vị để ý, có ai mà đi, có ai mà thành tựu được công ăn việc làm gì mà do lời nói khó nghe không? Ở hồi đó có một cái chợ, khách vô mua, thì cái bà chủ bà bán, mà bà không được thoải, giống như cái nét mặt của bà nhìn lúc nào cũng quọ quọ lắm. Thì người ta mới vô, ta nói: chị, sao cái này chị bán đồng, ở bên kia nó bán có 90 cent à. Bà nói: ôi vậy hả, vậy qua bên kia mua đi. Thật ra cũng một cái lời nói. Người ta nói: thật ra tôi nói vậy thôi, chứ bả mày dễ thương là tôi mua cũng được, có 10 cent đó mà. À, bà nói vậy cái tôi ghét tôi bỏ xuống. Thật thử ra một cái lời nói vậy cái mình mất một người khách, mà đâu phải mất 10 cent, người ta bỏ ra người ta không mua tiệm đó, thì mình mất một người khách chứ không phải chỉ mất có 10 cent đó. Thật thử ra cái công ăn việc làm của mình đó, nó từ một phần lớn thành công là nhờ cái ngôn ngữ của mình, nhờ cái lời nói của mình. Mà thường thì không ai mà không muốn mình trở thành một đối tượng bị oán ghét do lời nói, mà chúng ta không đủ khả năng. Vì vậy cho nên một trong những cái thành tựu của sự giao tiếp là lời nói phải hiền lành, không nên nói những lời không hiền lành. Nói cách khác là miệng lời thiện không lìa miệng. Để làm gì? Để sự giao tiếp, để sự gắn bó, sự làm ăn của mình không bị sa sút, không bị thất thoát, không bị mất phần, là do cái lời nói của chúng ta. Có nhiều khi cái công việc đó nó rất là khó, nhưng mà nhờ cái cách mình nói làm cho người khác dễ nghe, người ta mát lòng, người ta xuôi tai. Thường thường á, lời nói mà người ta nghe ta kêu là êm tai, xuôi tai là thuận cái lỗ tai người ta. Chuyện nhỏ người ta cũng bỏ qua, chuyện lớn người ta cũng bỏ qua, dù chuyện tày trời, nhưng mà nhờ cái cách mình hành xử, mình nói, người ta cũng bỏ qua được cho mình. Cho nên nếu như quý vị nào gặp khó khăn trong cuộc sống, ai đó luôn luôn làm khó mình, một trong những cách hóa giải những oán kết, những nghịch duyên, đó là ái ngữ. Đó là cái lời nói dịu dàng, dễ nghe, đừng có ngang, đừng có bướng,
đừng có nói như bất cần, mà mình phải nên nói những lời như là xin lỗi, nhận lỗi, và luôn luôn tỏ ra mình là một người biết phục thiện. Đó không phải làm bộ, mà vì mình muốn chuyện tiện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, muốn cái việc này nó tốt đẹp thì không cách nào khác hơn. Chúng ta phải nói như thế nào để cho cái lời nói nó thuận. Đó là một trong những cái bí quyết của cuộc sống. Cho nên có nhiều người ta hỏi, có bí quyết nào mà tiệm chị đông vậy? Dạ đâu có gì đâu, tôi ở đây tôi tiếp khách như người nhà tôi vậy đó. Họ tới là tôi niềm nở, tôi chào hỏi, tôi lo lắng. Quý vị thấy những cái tiệm ăn mà khách, người chủ mà ra chào hỏi, ngồi chơi với mình coi, người ta cảm thấy thoải mái khi người ta vào một căn tiệm đó. Do cái cách mình hành xử. Mà bất cứ ở nơi nào, từ một văn phòng làm việc cho đến tất cả chợ búa quán ăn, tất cả mọi sự giao tiếp thành công phần lớn là do lời nói của mình. Mà nó đâu có mất tiền mua, chỉ cần lựa lời mà nói thì sẽ vừa lòng nhau. Cho nên không có gì khó nếu chúng ta cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống này, ai cũng mong cho mình bình an, ai cũng muốn cho mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình thành công. Mà các bậc thánh nhân thì đâu có dạy mình, đâu có chỉ cho mình cách làm ăn gì đâu. Thật sự ra tài là một việc, nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái đức hạnh, cái cách giao tiếp, cái cách sống. Anh có tiền mà lời nói anh không dễ thương, tôi cũng chẳng thích chơi với anh. Anh có bán ngon mà tôi vô tôi ăn, mà anh nói những lời khó nghe, tôi cũng chẳng cần tới. Tại vì người ta đâu phải chỉ có một tiệm để đi ăn đâu, hay là tôi đâu phải chỉ có một mình anh làm bạn đâu. Cho nên tất cả mọi sự giao tiếp, rồi bây giờ ngay cả vợ chồng, con cái, đời sống hàng ngày cũng thế thôi. Cho nên quý vị thấy trong chùa, sống với nhau, dù là thầy trò huynh đệ như một người thân trong nhà, nhưng không bao giờ nói những lời miệt thị, nói những cái lời khó nghe với nhau. Lúc nào cũng, thí dụ người nhỏ nói với người lớn, chắp tay, bạch thầy. Bất cứ việc gì cũng phải bạch thầy. Rồi khi mà đi vào trong một cái buổi sinh hoạt mà trong nhà với nhau, trước hết, dù giống như chùa ở bển vậy đó, mặc dù thầy viện chủ không có ra sinh hoạt với chúng, nhưng mà thầy vẫn còn hiện tiền. Dù thầy đi Phật sự ở đâu cũng vậy, nhưng thầy trên tinh thần vẫn là một viện chủ. Cho nên các thầy ở nhà muốn nói chuyện gì là kính bạch sư ông, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, hôm nay con làm việc đó, việc đó. Mình ra mình nói chuyện á, người ta, một cái người mà đứng lên nói một cái diễn văn, trước hết phải chào hỏi những người mà có, gọi là có cái tuổi, có cái đạo đó. Người mới nói dư ẩn là người lớn đi, kính thưa ông hội trưởng hay là các vị gì đó, rồi sau đó cuối cùng là kính thưa toàn thể quý vị. Trong chùa không bao giờ, người thầy cũng không bao giờ gọi đệ tử mình bằng mày hết, trừ khi nào nói như một cách như là cha con giỡn với nhau. Nhưng mà bình thường nói lúc nào cũng là thầy và con. Cho nên mình sống với nhau, mình phải cái ngôn ngữ nó lưu lại cái vết thương nặng lắm ở trong lòng. Đấy, cái đứt tai á, da non liền nó hết, mà lời nói cắt vô tâm rồi khó lắm. Một cái lời nói khó nghe rồi, nhất là những cái lời tổn thương á, đó, là nó không phải chỉ bị thương không, mà nó tổn feelings. Cho nên người Mỹ dịch cái chữ ra hay đó, hurt cái feelings đó. Anh làm tổn thương của tôi. Nhiều tổn thương đó, nhiều khi mình hiểu bên ngoài, nhưng mà thật sự là mình hurt cái feelings của người ta qua cái cách nói của mình. Vì vậy cho nên một trong những cái thất bại là do chúng ta không đủ khả năng sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu. Mình tụng những cái lời nói, những cái câu đó để giúp chúng ta. Điều thứ hai, lời thiện không lìa miệng. Thì bây giờ nè, lời thiện không lìa tai. Người xưa dạy như thế này: thính giác là một trong năm cái giác quan, nhưng mà nghe là một nghệ thuật. Phó Hòa xin nhắc lại ha. Thính giác là một trong năm giác quan của con người, nhưng biết lắng nghe là một nghệ thuật. Tại vì trên nguyên tắc ai cũng có cái căn, cái lỗ tai để nghe.
Nhưng mà cái quan trọng là mình đủ khả năng để lắng nghe không? Hay là mình chỉ nghe thôi? Hai cái đó nó khác. Nghe và lắng nghe. Lắng nghe là gì? Là phải im lắng mới nghe được. Đấy, đó, đại chúng ngồi đây nè. Quý vị phải yên mới nghe. Còn lao sao là nghe không có được. Như vậy thì người Việt Nam đã dùng chữ lắng nghe chứ không phải chỉ là nghe không nữa. Hỏi anh có nghe không? Dạ, tôi đang lắng nghe. Nghĩa là tôi đang im lắng, không hành động, không nói chuyện, để tôi đủ khả năng nghe những gì anh nói. Cho nên gọi là lắng nghe. Vậy thì trên nguyên, trên cuộc đời này, trên cơ bản là người nào cũng có giác quan nghe. Nhưng mà quan trọng là có nghệ thuật nghe không. Nghệ thuật là gì? Là khả năng biết nghe một cách sâu lắng. Tại vì thường thường người ta vừa mở lời, người ta nói mấy câu, thôi nín đi, rồi tôi biết rồi, rồi rồi đứng rồi, để đó, tôi biết rồi. Nhưng mà rốt cuộc chả biết gì hết. Rồi thí dụ thôi ha. Thí dụ như mình biết người đó được 50% mà mình cho mình biết hết á, chưa đâu. Mình để cho người đó nói đi. Biết đâu chừng họ nói xong rồi mình sẽ hiểu được luôn 50% còn lại mà mình chưa thấu hiểu về người đó. Có nhiều câu chuyện mình nghe một bên thôi. Như vậy mình thì hiểu biết hết chưa? Chưa. Bây giờ mình nghe người thứ hai. Ủa bây giờ sao? Nghe trọn một câu chuyện. Phong Hòa kể quý vị nghe, có một lần đi giảng ở bên Virginia. Thì cái cô đó có vô cổ mới mét ông chồng cổ. Trời, cổ nói quá chừng quá đất luôn. Cái mình nghe xong cái cổ viết cái câu hỏi đó. Cổ viết câu hỏi của cái bắt đầu mình dựa theo câu hỏi mình dán một leo. Đứng về phía cổ không? Lát đi xuống cái ông cũng dễ thương. Dạ con chào thầy, con kính bạch thầy, đổ làm ngon lành lắm. Dạ thưa thầy, hồi nãy cái người mà thầy đọc câu hỏi mà thầy dũa con trên giảng đó là con á. Trời ơi, lúc đó hả, mình chắp tay mình sám hối ổng muốn chết. Tại vì sao? Cái tật nghe có một bên, phải không? Mình nếu mà mình dễ thương, mình đừng có lanh chanh á, là mình nói à câu này để tôi phải gặp ông xã cô tôi nói chuyện với ổng, rồi chừng đó tôi mới nghe được hai bên. Nghe có một bên thôi là đã a tầm phù lên dũa người ta. Thật ra đó là một cái kinh nghiệm đó. Thật ra mình nghe một, tức là câu chuyện giữa hai người mà mình chỉ nghe một người thì rõ ràng mình nghe có 50% câu chuyện à. Mình phải nghe hai người. Có nhiều khi nghe xong rồi rất là confused. Ổng nói một đường, bà nói một nẻo, tôi không biết nghe ai luôn. Vậy thì quý vị thấy không? Rồi sau khi nghe hai bên rồi, mình phải nghe chính bản thân mình. Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, quý vị nào mà thường đọc kinh Phật á, thì sẽ nghe một câu này: tôi nghe như vậy, như vậy tôi nghe. Trời ơi, bốn cái câu đó mà nếu mình thiền quán, mình tư duy, mình thấy nó không có dễ dàng chút nào hết. Đâu phải đơn giản là mình đọc vô kinh văn mình nói tôi nghe như vậy, ôi lời của Ngài A Nan. Nhưng nếu mình đọc câu đó mà đọc cho chính mình, thì mình sẽ hỏi mình mỗi ngày trong đời sống mình nghe, mình có nghe như vậy không? Hay là mình chỉ nghe người khác nói, hay là mình chỉ nghe người ta kể lại cho mình, hoặc là do mình sơ sơ, nói chung là mình chưa thật sự như vậy mà nghe. Mà chính chưa nghe như vậy. Như vậy là gì? Là sự thật. Như vậy là sự thật. Nhưng mà chúng ta chưa nghe rõ sự thật thì làm sao chúng ta biết được việc gì để chúng ta phán đoán, lên án và nói chuyện. Cho nên các tổ khi mà giảng kinh á, trong Phật giáo á, có ba vị giảng, ba loại giảng sư. Có những vị mà chuyên giảng lời kinh Phật gọi là kinh sư. Có những vị chuyên giảng về luật giới gọi là luật sư. Có những vị chuyên giảng về những đề tài luận, tức là đàm luận, thuyết luận, gọi là luận sư. Và có những vị rất giỏi về những bộ luận, phân tích, giải thích đầy đủ.
nhưng có những vị chuyên về kinh thì gần như là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng, mà giống như ở chư Phật sắp xếp làm sao á. Pháp Hòa được nghe kể là ở Việt Nam mình là ba miền, thì các cụ ngoài Bắc á, các hòa thượng ngoài Bắc á, thì rất giỏi về luật, các hòa thượng ở ngoài Trung á, thì giỏi về luận, và các hòa thượng ở trong Nam á, giỏi về kinh. Nó ngạo vậy đó, mà không phải là các ngài chia ra, mà tự nhiên nó có một cái năng lực gì thì tự nhiên vậy, cái nó xui khiến quý ngài ở ba miền thì lại đặc thù về ba môn học của Phật giáo, đó là kinh, luật, luận. Và những vị trong Nam, quý hòa thượng trong Nam giảng kinh rất là hay, chú giải kinh. Mà có những vị hòa thượng ngoài Trung thì nói luận rất giỏi và dịch thuật những tác phẩm về luận, vân vân. Cho nên đó, ở trong kinh Hoa Nghiêm có một câu như thế này: bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành độc, người trí thành bồ đề, kẻ ngu đem một cái ví dụ ha. Bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành độc, người trí mà học thành bồ đề, kẻ khờ dại học thành phạm tội. Ở đây là người ta đưa một cái ví dụ, cũng là một cái dòng nước, nhưng hễ con bò nó uống nước thì nó lại thành sữa, con rắn mà nó uống nước thì nó lại thành độc. Có những người trí mà người ta học thì cái học đó nó trở thành ra cái điều hay lẽ phải cho người ta, mà cái kẻ mà nó ác, nó không tốt thì nghe xong trở thành ra gì? Pháp không tốt, đi hại người. Ở đây chỉ muốn nói rằng cũng cùng một dòng nước, nhưng mà nó vô người nào thì nó thành cái gì. Cũng cùng một câu chuyện mình nghe, nhưng người thiện lành người ta nghe, người ta cảm thương, người thông cảm, người ta tha thứ, người ta bao dung. Nhưng người cố chấp nghe xong giận tức. Có bao giờ một cũng một câu chuyện mà người nghe ta bình thản, kẻ kia thì nóng giận không? Có từng quý vị đã từng thấy vậy không? Cũng câu chuyện thôi, kể ra xong thì người kia nổi giận đùng đùng, người kia thì bình, người ta nghe nhưng mà người ta có cái suy tư, và người ta không để cho những câu chuyện người ta nghe nó biến thành người ta trong lúc này. Tự nhiên câu chuyện không phải của mình, chỉ mới nghe thôi là nổi giận lên là thành chất độc rồi, chất độc của sân hận. Cho nên con bò nó uống sữa thì con bò nó uống nước thì nước biến vô con bò là thành sữa. Con nước, dòng nước đó mà vô con rắn thì nó thành độc. Cũng một câu chuyện đó nghe, mà người trí thì thành bồ đề, mà người ngu thì thành phạm tội. Phạm tội là gì? Là vì mình không phân biệt được phải trái, không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được trắng đen, mà chúng ta vội kết luận để chúng ta trở thành những người gọi là phán đoán việc đó. Cho nên ở đây nó nhắc nhở chúng ta có một cái chuyện như là phải khéo lắng nghe. Cho nên á, trong kinh á, quý vị sẽ thấy đức các vị Bồ Tát, các vị đệ tử hỏi Phật xong: lành thay, ông đã khéo hỏi, nay tôi sẽ nói, ông khéo lắng nghe. Chữ khéo đó là gì? Có nhiều khi nghe phải nghe cho đàng hoàng, nghe cho kỹ lưỡng, đừng có nghe hấp tấp rồi chúng ta hiểu lầm. Mà thường thường chúng ta hay bị vậy lắm. Đó, thấy ông dũa tôi không? Ủa sao vậy đó, chị thấy không? Mà đâu có dính dáng gì. Có nhiều người nghe pháp xong giận ông thầy luôn, tại vì nghĩ ông thầy đang chỉa mình. Mà trong một cái buổi giảng cả trăm cả ngàn người, ông thầy đó biết mình là ai mà dũa ngay mình. Nhưng mà tự nhiên nghe trúng ngay mình vậy đó, ta nghe trúng tim đen vậy đó. Mà mỗi lần vậy cái Pháp Hòa hay nói: bữa nay bệnh nhân giận bác sĩ. Hỏi tại sao vậy? Bác sĩ chẩn đoán bà hay cô hay ông gì đó vô, một bệnh nhân vô nói: thưa bác sĩ, lúc này tôi hay chóng mặt, mặt tôi đỏ rần. Ông bác sĩ ông phán nói: vậy là chị bị cao máu, do ăn mặn nhiều quá. Giận bác sĩ. Bác sĩ thì nó bậy quá, tôi ăn mặn vào nào đâu, tôi ăn chay, tôi ăn nước tương không à. Ông nói ăn mặn là ăn cái gì? Ăn thức ăn nó mặn. Mà bà nghe là ăn đồ ăn mặn như là thịt cá vậy. Bà vỗ bàn cái bóp, bà giận bác sĩ:
bác sĩ nó bậy, tôi ăn mặn mà nào, tôi ăn chay, tôi nước tương chao không mà mặn gì. Thử ra bác sĩ nói đường bệnh nhân ngang nẻo, rồi bác sĩ, bệnh nhân giận bác sĩ không có cơ hội nói gì hết. Mà mình thử thời, mình đi bác sĩ là muốn nghe bác sĩ nói cái gì, nói bệnh cho mình nghe. Mà ông nói trúng bệnh cho mình thì mình phải mừng, mình cảm ơn chứ. Hôm nay tôi nhức đầu quá trời mà tôi không biết tại sao tôi bệnh, mà không biết bệnh gì. Ông nói cho mình nghe là chị bị cao máu, anh bị máu cao. À, ủa tại sao vậy bác sĩ? Thì ông mới nói cho mình nghe lý do nào. Rồi giờ sao đây? Nè, tôi cho chị thuốc, rồi chị phải giảm, anh phải giảm ăn này, anh giảm ăn kia. Khéo nghe thì hết bệnh, không khéo nghe thì sanh chuyện. Cho nên trong cuộc sống này cũng rất nhiều câu chuyện được nói, nhưng chúng ta không đủ khả năng để lắng nghe hay là khéo nghe. Cho nên mà chúng ta cũng hiểu, mà hiểu không đúng thì chúng ta gọi là hiểu gì? Hiểu lầm. Hiểu không đúng là hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì sẽ gây, gây đúng hay gây lộn? Hiểu lầm thì gây lộn. Mà nếu mà gây lộn xong á, rồi á, chúng ta sẽ đi tới chuyện đánh lộn, phải không? Đó, rồi rốt cuộc hỏi tại sao vậy? Tụi tôi gây lộn, đánh lộn. Xuống dưới kia Diêm Vương hỏi tại sao đánh? Nó dạ tại gây lộn. Thành thử ra quý vị biết cái gì mà nó lộn là nó không trúng. Mà mình thường hay nói như vậy với nhau, nhưng mà trong cuộc sống mình nói vậy thôi chứ mình đâu hiểu mình đang nói gì đâu. Cho nên điều thứ hai là lời thiện không lìa tai. Thiện đây là lành, nhưng mà nó cũng có nghĩa là khéo. Một người nói là phải thiện, người nghe thì phải khéo. Tại vì đôi khi cái người nói đôi lúc người ta rất là thật lòng và thẳng tính. Chẳng hạn như trong cuộc sống có nhiều người nói tôi thích những người thẳng tính nè, muốn gì nói đại đi. Nhưng mà mấy người chấp nhận được những người thẳng tính? Đa số là mình nói vậy thôi, nhưng mà thật sự nếu người ta thẳng thừng ta nói với mình coi, buồn liền. Không có ra mặt, nhưng mà mình sẽ buồn người ta. Chẳng những vậy mà mai mốt còn nói bà kia vô duyên. Vừa gặp tôi cái chê liền. Ví dụ vậy đó. Đúng không? Cho nên thật sự trong cuộc sống, cái nguyên tắc ta nói vậy, nhưng mà cuộc sống chúng ta vẫn phải rất là nhẹ nhàng và khéo léo. Cái đó chúng ta không phải là giả bộ, không phải là giả bộ, chúng ta không phải là chúng ta giả dối, nhưng có nghĩa là chúng ta biết ứng xử theo mọi tình huống để sự việc nó tốt hơn, đó thôi. Chứ không phải cái gì gọi là chúng ta giả dối cả, mà chúng ta biết cách ứng xử. Cho nên cái tử thiện là khéo. Điều thứ ba, thiện niệm không lìa tâm. Thiện niệm là gì? Là cái sự nhớ nghĩ, cái tâm tư của mình quán chiếu những điều lành, không có rời khỏi cái tâm niệm của mình. Ai nói việc gì, hay mình nói việc gì, mình nghĩ việc gì, mình muốn suy xét việc gì, trước hết hãy nên lấy cái thiện ra mà suy. Để làm chi? Để chúng ta giảm đi cái phần có lỗi khi chúng ta chưa biết mà chúng ta đã định nghĩa nó. Khi chúng ta chưa biết mà đã phán đoán và kết luận nó, lấy cái thiện niệm. Phá qua ví dụ nè. Bữa nay người kia đối xử không dễ thương với mình, thì mình ấy chắc bữa nay gia đình có việc gì đó, hay có thể chị này không được khỏe, người này có vấn đề, tức là phải có việc gì không ổn trong cuộc sống của họ, hôm nay họ mới hành xử với mình như vậy. Có đôi khi người ta đi ngang chào không thấy, rồi cái bắt đầu mình về mình giận người đó luôn, nói bữa nay tôi chào lơ tôi chứ, mà nói bữa nay tôi chào cái quăng cục lơ. Trời ơi, tôi hả, đừng có hòng mai mốt gặp tôi lơ luôn cho biết. Đó là chúng ta nhiều khi chúng ta quên cái sự thông cảm. Bây giờ hai dìm như vậy đi, nói chắc bữa nay không thấy, thử đi rồi lần sau mình gặp coi người đó có khác không. Nếu người khác đó họ vẫn nice với mình, dễ thương lại. Nếu thật sự ngày đó họ có cố tình đi nữa, nhưng nhờ cái dễ thương bữa nay thôi bỏ qua đi, chuyện lơ mịn chút thôi mà, đâu làm gì mình tổn thương, đâu mất mát gì với mình đâu. Con người mà ai cũng có những lúc hơi lên cơn chút. Thôi bữa nay nó lên cơn, mà bữa nay cơn nó đổi. Thôi bỏ qua cho nó đi. Thì cuộc sống mà cứ nhẹ nhàng bỏ qua những cái dễ dễ nhẹ nhẹ vậy thì thoải mái.
Cũng giống như ví dụ nè, có bao giờ quý vị đi chợ thỉnh thoảng mình thiếu 1-2 cent, cái người tính tiền họ cũng cho mình đi? Hoặc ngược lại, dư 1-2 cent mình cũng không có tính, mình nói không sao đâu. Hoặc là đôi khi bạn bè mình đi chợ giùm mình, rồi mình đâu có bao giờ, một là mình trả đúng số. Thí dụ người ta nói 5.50, mình đưa đúng 5.50. Đó là dễ thương đó nha. Còn dễ thương hơn nữa là đưa 6 đồng. Còn đưa 5.50, trời ơi chịu nổi bà không? Tôi đi chợ 5.50, bà đưa đúng 5.50 à. Bà họ có nhiều khi đưa 1 đồng chỉ có 50 cent thối lại, còn dễ thương dữ nữa chứ. Tức là thường thường trong cuộc sống có những cái nhỏ nhỏ mình bỏ, mình biếu đó. Để làm chi? Để nói lên sự rộng rãi của mình. Cứ cái đó mà mình có được á, nó từ ở trong lòng cái cách sống của mình. Mặc dù tiền của nó chỉ là vật chất 50 cent 1 đồng, nhưng nó đã thể hiện lên được cái cách sống rộng rãi và dễ dãi của mình. Thật sự là như vậy. Có đôi khi á, là nhiều khi người ta đưa tiền mình, ta đưa thiếu vài 3 đồng mình cũng bỏ qua, tại vì cái chuyện nó không có đáng. Và thành thử ra thiện niệm là gì? Là cái tâm lành mình nghĩ. Và trước khi mình phán xét một người nào, hãy để cho cái tâm đó nó có mặt với mình. Để chi? Trước hết là mình dễ thương, mình có được một cái đời sống đạo đức, và do cái cách suy tư của mình. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa đi dự một cái lễ cầu nguyện cho một anh 41 tuổi. Thì năm ngoái là Pháp Hòa đến đây giảng cũng đúng ngày ngày anh mất, ngày hôm qua 18 tháng 6. Năm nay trở lại thì gia đình mới thỉnh mời cũng đúng ngay cái giáp năm của anh. Nhưng mà chiều hôm qua Pháp Hòa bận ở Lâm Tì Ni là gì, Huê Lâm, cho nên Pháp Hòa không dự được cái lễ ở chùa Hội Đức. Nhưng mà bù lại buổi chiều, bạn bè tổ chức một buổi kỷ niệm 1 năm của anh tại một cái ho. 95% người Mỹ không, bạn người Mỹ không. Nhờ vậy Pháp Hòa mới có cơ hội chia sẻ 15-20 phút pháp thoại bằng tiếng Anh. Và Pháp Hòa đã nói cái điều gì? Pháp Hòa nói ở trên đời này, sống dài hay sống ngắn, nó không phải là cái thước đo của đời người. Cái thước đo của đời người là cái cách sống của chúng ta. Anh này sống chỉ có 40 tuổi thôi, đối với mình thì là ngắn chứ gì. Nhưng mà cái cách sống của ông, của anh quá đẹp và quá dài trong trái tim của tất cả những người bạn của anh. Người ta đâu có quên anh dù chỉ sau 1 năm. Nhưng mà có những người, người ta vừa hạ nguyệt xuống thì là đã quay về và không bao giờ nhắc tới nữa. Hay là có những người có số phone của mình đó, có bao giờ gọi mình đâu, mà gặp là cứ xin số. Như vậy thì mình dễ dàng có tên mình trong sổ điện thoại của một người nào đó, nhưng mà chưa chắc mình dễ dàng có tên mình trong trái tim của người ta. Mình có thể có được số tên mình và số phone mình trong phone của người đó được rồi, nhưng mà phải sống như thế nào để mình có cái tên mình trong trái tim họ, cái đó nó mới dễ thương. Và dù ảnh sống 40 tuổi thôi, nhưng mà ảnh đã sống đẹp. Thì Pháp Hòa mới nói với bạn Mỹ, như vậy thì hôm nay các vị tới đây là vì các vị đã nhớ tới anh này, chứng tỏ anh đã sống đẹp như thế nào trong lòng quý vị. Hôm nay quý vị tới đây dự lễ 1 năm của anh, nhưng chỉ đừng tới dự một cái lễ đơn thuần, mà các vị hãy nên học hỏi về cuộc đời của một người chỉ sống 40 năm mà đã làm cho người khác phải rơi nước mắt khi tiễn biệt. Người xưa dạy, khi mình sanh ra mình khóc, người xung quanh cười. Nhưng mình phải sống như thế nào để một mai mình ra đi, mình cười mà người khác khóc. Mình cười vì mình đi thảnh thơi nhẹ nhàng, không còn lưu luyến, nhưng người khác sẽ khóc vì sự luyến lưu mình. Như vậy khi mình đi mà mình mỉm cười mình đi, mà mình làm cho người khác khóc khi sự ra đi của mình, lúc đó mình biết là mình đã sống đẹp rồi đó. Nhưng mà tất cả những cái cách sống đó từ đâu, nếu không ngoài từ cái tâm thiện của mình? Vì tất cả nó lưu xuất từ tâm. Như vậy hằng ngày mà quý vị
cứ la rằng tôi không cần đi chùa, không cần ăn chay, không cần niệm Phật, tôi tu tâm. Như vậy thì tu tâm dễ hay khó? Và tu tâm quả thật là rất cần, nhưng quan trọng là biết tâm mình thế nào để tu. Như hỏi tôi mở tiệm sửa xe, người ta mang xe tới biểu sửa, ủa nó hư gì mà sửa vậy anh? Tôi không biết, anh nói tôi nghe. Mình là người muốn sửa xe phải biết xe người ta hư cái gì để sửa. Mà mình không biết xe hư thì lấy gì sửa? Thì bản thân mình cũng vậy thôi. Điều này Pháp Hòa mấy ngày nay cứ nói rỉ rả. Tại vì chúng sanh mình không cần tu với Phật. Mình tu với ai nè? Tu với phàm phu. Tu với những con người cọc cằn, những con người khó khăn với mình. Ngay nơi đó chính là đối tượng chân thật nhất để mình thể hiện sự tu. Ví dụ như bây giờ quý vị chửi Phật, Phật không có nói gì hết, thì tu gì? Bây giờ cái người mà chuyên môn chửi mình đó, thì bây giờ người đó mới cho mình cái được cái năng lượng tu của cái nhẫn nại, cái sự chấp nhận. Cho nên thiện niệm, Pháp Hòa mới chia sẻ, thước đo của đời người không phải là tuổi thọ dài hay ngắn, mà thước đo của đời người chính là cách sống nơi mỗi chúng ta. Lời thiện không lìa miệng, lời thiện không lìa tai, điều thiện không lìa tâm. Điều thiện không lìa tâm thì cái cuối cùng gì? Điều thiện không lìa cái tay của mình. Tại vì con người mình á, tâm nghĩ thì tay làm, mắt nhìn thì tâm cảm, tai nghe thì tim nghe. Hễ tai nó nghe người ta khổ, tim nó thổn thức. Mắt thấy người ta khổ, tim nó thổn thức. Như vậy trái tim là cái chỗ mà biểu cảm của cái thấy cái nghe, thì lập tức bàn tay nó làm gì? Nó đưa lên sự nâng đỡ và giúp đỡ. Cho nên mình mới có Đức Bồ Tát Quan Âm tên gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt, mỗi một bàn tay một con mắt. Trời ơi, Bồ Tát gì mà ghê vậy? Nếu bây giờ mà Bồ Tát bốn tay là tôi đã chạy rồi đó. Mà tôi đứng trước một Bồ Tát có ngàn cái tay mà có một ngàn con mắt. Vậy thì con mắt này là tượng trưng cái gì? Cái hiểu. Cái tay là tượng trưng cho nâng đỡ, chăm sóc. Mình thấy người ta khổ, đó là hiểu. Thấy mà hiểu gọi là mắt. Mắt nhìn để hiểu mà. Mà bàn tay này thì phải sao? Phải xoa dịu. Cũng giống như mình thấy một con đứa con nít nó té một cái, thì lập tức mình chạy tới mình đỡ đứa con nít lên. Con có sao không? Mình dỗ về nó, không cần biết nó con cháu mình hay không. Một đứa con nít mà nó té, nó đau, nó khóc, tự động một người lớn thấy nó thì tức khắc phải chạy tới để đưa tay nâng đỡ. Bồ Tát đó không phải là Thiên Thủ Thiên Nhãn sao? Con mắt thấy té là biết đứa nhỏ nó đau, tay ẩm nó lên để mà dỗ về, mà chăm sóc, để mà an ủi nó, để mà gọi là làm cho nó bớt khóc. Cái đó gọi là nhãn cho thiên thủ chứ gì nữa. Mà lòng từ bi đó có phân biệt tôn giáo không? Có cần phân biệt giới tính, có cần phân biệt ngôn ngữ, có cần phân biệt đồng hương, đồng khói, đồng bào, đồng bạc, đồng chì gì không? Không cần. Cho nên nó mới được gọi là đại bi tâm đà ra ni. Mà tâm đó là tâm vô ngại, tâm vô ngại của lòng đại bi. Hay nói cách khác là đại bi mà có rồi thì vô ngại. Cho nên ngôn ngữ của tình thương không có phân biệt, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt đức tin gì hết. Ai cũng cần tình thương giống nhau. Đạo Phật cũng cần tình thương, Đạo Chúa cũng cần tình thương. Hôm rồi một em, một người Mỹ hỏi đó, một em Mỹ, một em nó đưa một câu hỏi lên. Nếu như một người, nó hỏi là tại sao mình cứ phải tha thứ và bỏ qua những cái điều người khác làm khổ mình. Mình không tha thứ thì mình khổ, khổ hơn người đó nữa. Tại họ làm xong họ tỉnh thôi. Còn mình đã bị người ta làm khổ rồi còn ôm ấp người đó nữa, mình khổ. Khổ sao? Khổ triền miên. Vậy mình đâu biết thương mình đâu. Người ta làm khổ mình xong rồi người ta đi chơi, tôi sướng quá, tôi làm khổ được người đó rồi.
còn bệnh giờ đã bị thương rồi còn ôm cái vết thương đó nữa mà không chịu băng bó, phải không? Cho nên việc thiện không lìa tay, bất cứ điều gì chúng ta thấy chúng ta làm được chúng ta nên làm. Điều thiện, lời nói, cái nghe nó từ đâu? Từ tâm thiện. Cho nên tâm là cái gốc trụ, tâm là cái trụ. Hồi nãy Pháp Hòa có chia sẻ với một sư cô. Pháp Hòa nói mình làm trụ trì á, trụ là gì? Trụ là ở. Trì là gì? Trì là giữ gìn. Trụ trì là chấn cái cột cho vững, cho yên để trì. Dựng cái liều này lên, Pháp Hòa đưa ví dụ nha, dựng cái liều này lên. Có những cái cây ở giữa để nó đỡ, những sợi dây kia chỉ là giữ nó thôi. Nhưng mà nó được cao ráo, thẳng tắp, cứng cáp hay không là do những cái cột chứ không phải những sợi dây. Nhưng mà không thể thiếu sợi dây. Cho nên cái vị trụ trì á phải cho vững tâm, vững chí, vững hạnh nguyện của mình. Dù Phật tử đến chùa công quả có những gì đi nữa, hay chúng ở có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, mình phải vững chãi, thì tất cả những cái lăng tăng đó nó mới lắng xuống. Pháp Hòa đưa một cái hình ảnh của Đức Phật. Có phải ngày xưa Đức Phật đã hàng ma bằng cách đó không? Khi mà Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, trong kinh diễn tả là có những con ma nó tới nó xâm phạm Ngài, nó cầm chĩa nó hại Ngài. Rồi thậm chí có những con ma nó giả ra vợ của Thái tử Siddhartha, tức là nói đơn giản là vợ của Ngài và là công chúa Yayudhara, rồi giả luôn cả La Hầu La, vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya. Rồi cuối cùng Ngài ngồi vững chãi, tất cả đó nó lui hết. Nhưng mà thật sự ma đó là gì biết không? Những cái tâm niệm của mình á, tham sân si là những con ma nó nanh nó vuốt. Nhưng mà có nhiều khi những cái ái ân lưu luyến nó cũng làm cho mình động lòng khó vững. Cho nên mình phải ở cho vững, mình trụ cho vững, thì những cái kia nó chỉ là những đợt sóng thôi. Xin thưa đại chúng, một người tu có những tình cảm không? Có chứ. Nhưng mà cái tâm tu mình nó vững, hạnh nguyện mình nó vững, thì tất cả những tình cảm đó nó chỉ là phớt thôi. Chứ làm gì mà mình đâu phải sắt đá mà không có, phải không? Nhưng mà nó chỉ là những cái sinh khởi bình thường. Mình đủ phương pháp cảm hóa nó, mình đủ những cái khả năng để chuyển hóa nó. Nếu mình thật sự vững cái hạnh nguyện, vững cái đường tu của mình, vững cái chí hướng của mình. Cho nên người xưa đã định nghĩa chữ trụ trì: trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Ở nhà của Như Lai cho vững, giữ gìn kho báu chánh pháp, kinh pháp của Như Lai cho vững. Chỉ cần ở yên, pháp màu trong tâm mình phải vững. Người mà có pháp thì đâu có gì Phật pháp, còn khen chê hờn giận đó là những cái pháp lăng tăng. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, mình mà có Phật pháp thì sẽ thắng vượt các pháp. Các pháp mà hiện tượng vui buồn, thương ghét, khen chê, nó cũng là pháp đó. Nhưng mà các pháp đó là các pháp sanh diệt của vui buồn, của thương ghét. Nhưng mình có Phật pháp là chánh pháp, là vững chãi. Đủ chánh pháp thì hàng phục được các pháp bên ngoài. Như vậy hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng bốn việc. Chỉ cần tâm mình luôn niệm thiện thì lời nói mình sẽ thiện, điều mình nghe nó cũng sẽ thiện, và hành động mình sẽ thiện. Đó là bí quyết để giao tiếp, để hành xử, để chúng ta phát triển cuộc sống, cơ ngơi, làm ăn, gia đình của mình. Con cái mình cũng vậy, gia đình mình cũng vậy. Một người con rể của mình, một người con dâu của mình, làm gì làm, họ vẫn là người phối ngẫu của con mình. Muốn họ thương mình phải thương họ trước. Tại giọt nước ở trên lúc nào cái dù nó cũng phải che chứ. Mà bây giờ thí dụ như người đó họ có cái ác cảm xưa giờ, định nghĩa là người ta đạo ai đâu mà thương dâu, người nào đâu mà thương rể. Nhưng chưa chắc, nếu người đó có tu nó chuyển được chứ.
Cho nên cách sống của mình phải làm sao để những cái khẳng định mà nó negative xưa nay đó nó thay đổi đi, thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần tu tập. Đừng có để cho sự thật nó mãi mãi bất biến. Không có đâu. Tôi có thằng con trai, mà giờ tôi có thèm đứa con dâu là tôi có thèm đứa con gái. Và tôi sẽ thương dâu tôi như thương con gái, dù con dâu có thể mới đầu nó hơi dị ứng mình, thấy không? Và nó có thể có dâu đó có thể là xưa giờ bị cái câu nói đó, nhưng cách sống của mình sẽ chuyển hóa cái tâm niệm của người dâu. Mình làm được, mình không chuyển được cái gì, nhưng cách sống của mình ít nhiều sẽ chuyển hóa tâm của người. Cho nên chuyển là đổi, hóa là thay. Chuyển hóa là đổi và thay đó. Cho nên mình, ví dụ như là quý vị nấu một nồi cơm, bữa nay dư quá rồi thì nấu cháo, kêu là gì? Chuyển hóa. Hồi nãy nó là cơm, hôm qua mình ăn một nồi cơm nóng, bữa nay nó cơm nguội, thì lấy cơm nguội đó, để nước vô, cho gia vị vào, sắc rau bỏ vào, nấu một nồi cháo nem chay thật là ngon. Không ai ăn biết nó là cơm nguội hết, nhưng chỉ có mình biết tất cả mọi người đang ăn cháo chuyển hóa. Quý vị hiểu không? Cháo chuyển hóa. Còn cơm mà nó bị cơm nguội nữa cũng là cơm nguội luôn. Quý vị chiên nó lên, phồng lên để dành đó. Mỗi khi mình xào cơm xong mình rải nó vô, mình trộn lên, ăn vừa vò giòn vừa mềm, rất là ngon, như cơm cháy mà không dính răng. Không phí cơm nguội. Cơm nguội đó gọi là cơm chuyển hóa. Còn nói thôi, cơm luân hồi. Nó là cơm nguội, bây giờ mình luân hồi nó thành cơm cháy, mà cháy rất giòn mềm, trộn vô cơm thường mình làm ăn rất ngon. Cho nên cái quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa. Có chuyển là sẽ có hóa, thay đổi là sẽ có một cái biến đổi. Chúc đại chúng an lạc, thảnh thơi. Kính bạch thầy, khi người mất vừa tắt thở, việc đầu tiên mình phải làm gì cho người đã mất? Trong vòng bao nhiêu ngày thì cúng trai đàn chẩn tế là tốt nhất? Khi người mới tắt thở, việc đầu tiên mình làm là rờ hơi thở, hỏi coi họ tắt chưa? Họ mới tắt thôi mà. Biết đâu họ on lại sao? Thưa đại chúng á, thí dụ như mình có một người thân vừa mới tắt thở qua đời, thì việc đầu tiên chúng ta là kiểm chứng bằng cách là chúng ta để cái tay ở mũi, hoặc là bắt cái mạch nhẹ, hoặc là bác sĩ tới, y tá tới xác định, hoặc là mình thấy họ ngưng trong một cái trạng thái im lặng là mình cũng biết rồi, thì chừng đó chúng ta bắt đầu niệm Phật khai thị. Nếu như người bệnh đó mà nằm cái dáng chưa có ngay ngắn, chúng ta có thể nhẹ nhàng chỉnh sửa, nhẹ nhàng chỉnh sửa chứ không phải sốc nha. Đừng có sợ cái chuyện là đụng vô rồi người chết sẽ bị giận tức rồi đọa địa ngục rồi vậy đó. Một lát nó cứng rồi khó sửa. Ống rồi đó, nếu được mình nói với y tá, bác sĩ ta có thể lấy ra rồi mình chỉnh ngay lại, ngay giây phút đầu đó, rồi chúng ta niệm Phật. Mà tất cả việc làm đều ở trong tỉnh thức, nhẹ nhàng, vừa làm vừa niệm Phật, vừa khai thị. Nếu không có ai tới khai thị, mình là con cháu, là người thân, khai thị được cho người đó hết. Má ơi, con chỉnh sửa lại cho má cho ngay chút cho đẹp nha, rồi má theo Phật cho đẹp nha. Mình nói, thí dụ mình sợ người đó bực bội cái chuyện mình làm thì mình nói thôi. Rồi một lát nữa nhân viên nhà hoàng mà có đến, má ơi họ đến, nhân viên nhà hoàng đến để đưa má về nhà hoàng, rồi vài ngày nữa tụi con sẽ lo hậu sự cho má. Má yên tâm, mình khai thị cho người mất trong lúc đó, vì họ mới vừa mất, họ còn khủng hoảng, chưa biết việc gì đã xảy ra. Thì in case cái chuyện đó, để phòng ngừa cái chuyện đó, mình có thể sắp xếp. Có một người xúc phạm con rất nặng và con tự như sẽ bỏ qua nhưng không thể quên.
Cái này gọi là forgive but not forget. Và con quyết định không liên hệ qua lại nữa. Vậy quyết định con có đúng không? Có phù hợp với đạo và đời hay không? Cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta bỏ qua hay tiếp nối, mà cái vấn đề là chúng ta có bình an với cái quyết định, cái việc làm của mình. Mình không gặp người đó nữa, mà mình có tiếp xúc với người đó mỗi ngày không? Mình có nghĩ tới người đó mỗi ngày không? Khi mình nghe tên người đó mình có bình an không? Hay là mình nghe tên người đó mình dẫn nổi cơn mình lên, như vậy thì mình chỉ tránh được cái người đó bằng cái hình tướng thôi, chứ thật sự người đó chưa hề rời mình. Như vậy ở đây á, cái giải quyết là mình làm sao để mình có thể thông cảm được lý do nào người đó xúc phạm mình, và người đó chính là ai, để chúng ta tìm thêm nhiều cái nguồn để chúng ta có thể bỏ qua. Có thể người đó là mẹ mình, là ba mình, là chồng mình, là anh chị gì của mình, thậm chí bản thân của mình. Nhưng nếu mình thấy rằng cái điều đó nó có thể bỏ qua được, tại vì cuộc sống tình cảm vẫn hơn tất cả những thứ. Ai có làm lỗi gì với mình, nhưng cuối cùng mình thấy tình cảm bạn bè, anh em nó vẫn hơn tất cả. Không có gì quý bằng tình người với nhau. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, khi mà mình đợi tới cái người này ra đi rồi, chừng đó mình hối hận, mình nói phải tôi biết vậy, tôi tới tôi xin lỗi cho rồi, để người đó được nhẹ nhàng ra đi. Rồi mình đợi cái người đó mất xong, mình tới mình thắp cây nhang, mình nói thôi giờ bỏ qua nha. Thì cái người đó họ sẽ nghe, nhưng mà mình chưa chắc. Còn bây giờ ở khi họ còn sống, nếu mình quán chiếu tư duy có nhiều lý do khác để có thể mình tha thứ được, nên làm để cho tâm hồn mình được thảnh thơi. Đúng hay sai là tự mình phải biết được. Mà nhiều khi á, mình giận người đó, mình chỉ chú tâm vào cái giận của người đó, mà mình quên quán chiếu rằng họ là ai, hoàn cảnh nào họ nói câu đó, lý do nào mình có nói gì không. Nhiều khi mình tìm ra một vài thêm vài chi tiết nữa cũng đủ lý do để mình tha thứ được cho người đó. Ví dụ như là con mình nè, xúc phạm mình đó, đối với mình là bất hiếu, là hỗn hào, vân vân. Nhưng cuối cùng mình nói sao? Thôi, nó là con mình mà, mình giận hoài như vậy tội nó đó. Và hơn nữa đó, bây giờ mình làm mẹ mà, làm lớn thì làm lỗ thôi. Nó ăn chưa no, nó lo chưa tới, lúc nào mà nó bất đồng thì nó nói một lời hỗn với mình. Thôi mình làm cha làm mẹ mình bỏ qua. Thì thật sự nó có hỗn đó, nhưng mà mình đem những cái nguồn lý do vì làm cha làm mẹ vân vân, mình tha thứ được cho người đó. Tại vì chỉnh khi nào mình làm được như vậy á, sự ra đi của mình về sau nó cũng nhẹ nhàng. Mà lỡ vô thường nó đến với ai, một trong hai người, thì chúng ta không hối tiếc. Mà hãy tha thứ được cho người thì mình sẽ thông thả, thư thả. Cho nên á, tha thứ thì thư thả. Mình không có tha thứ thì mình không có thông thả, không có thư thả, phải không? Hồi sáng ngoại con dặn xin thầy xoa đầu con để con khỏe với học giỏi. Con tên Phạm Quốc Thịnh, 10 tuổi. Ý của con là muốn thầy xoa phải không? Mà hãy thầy xoa xong là phải rụng tóc giống thầy à. Kính lại thầy, xin phép cho con hỏi Phật mẫu Chuẩn Đề có phải là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát không? Và mình chuyên tâm niệm chú Chuẩn Đề có giúp cho mình lợi ích gì không? Thưa đại chúng á, trước hết là nói về cái hình ảnh của Đức Chuẩn Đề. Chuẩn Đề Bồ Tát á, chúng ta nói đủ là Phật mẫu Chuẩn Đề. Và hình tướng của Ngài là một vị Bồ Tát có 18 tay, có 18 cánh tay, và mỗi bàn tay của Ngài là cầm một món vật. Và cái diện mạo của Ngài đó, ngoài hai con mắt thường á, Ngài có con mắt thứ ba ngay giữa đây. Đó là hình ảnh nha. Vậy thì Bồ Tát này cũng là hóa thân của Đức Quán Âm, vì lòng từ bi mà có mặt theo cái sở nguyện sở cầu. Nhưng mà cái hình ảnh này nó đưa lên cái đạo lý cho chúng ta tu tập. Con mắt ở giữa đó tượng trưng cho thật trí, tức là trí tuệ chân thật.
18 cánh tay là tượng trưng cho những hành động khéo léo, gọi là quyền thừa, thật trí quyền thừa. Quyền thừa tức là những bàn tay tạm, nhưng mà những bàn tay này khéo léo đã nâng đỡ. Cho nên mỗi pháp khí mà Ngài cầm trên tay là biểu tượng cho một phương tiện để độ, để giúp. Và tại sao không phải là 19, 20 mà là 18? Bởi vì tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 là 18. Thế nào gọi là 6 căn? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đấy, mình có đủ không? Lục căn. Rồi 6 căn này mỗi căn nó có đối tượng của nó không? Mắt thì đối tượng của nó là gì? Hình sắc. Tai thì đối tượng là gì? Âm thanh. Lỗ mũi đối tượng là gì? Là mùi. Lưỡi đối tượng là vị nếm. Thân thể đối tượng là xúc chạm. Ý đối tượng là phân biệt. 6 căn, 6 cái đối tượng và 6 cái nhận thức. Ví dụ con mắt mình là căn, nhìn cái này thì cái thức nó nói liền hoa hồng. Rồi xong rồi ha, nó nhận thức vậy xong rồi chưa đâu, nó thêm vô cái nữa, hoa hồng nhỏ, hoa hồng trắng. Cái nó nhìn qua đây nó nói đây là hoa li li. Nó đều là cái cảnh. Con mắt nó nhìn cảnh nó nói, nhưng mà nó nhờ có cái thức, cái phân biệt, nó mới biết được bông này là bông gì. Cũng giống như mình nhìn cái chị kia, nếu mà nữ thì giống nhau hết, nhưng mà nó nhờ có cái ý thức, nó chị này chị 8, chị kia 8 rưỡi, chị nọ chị 9, anh kia anh 10. Cái thức nó mới nhận rứt ra được. Vậy thì 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 phải không? Nhưng mà nếu 18 cái này hàng ngày mình giao tiếp bằng chánh niệm, thấy, biết mà không phân biệt thì đỡ khổ không? Còn mình á, thấy, biết xong cái nói sao? Thấy ghét. Còn kìa, thấy ghê. Chê, ăn mặc cái lương muốn chết. Qua đây cái thấy không? Thấy tay nào? Ăn mặc sang trọng không? Là luôn luôn so sánh, phân biệt, tạo mọi sự phiền não của thân tâm, của tâm thức. Cho nên hằng ngày mình sống như vậy, tâm hồn mình có vui vẻ gì không? Có không? Không. Mà nếu không thì có phải là địa ngục 18 tầng không? Cho nên trong kinh nói địa ngục 18 tầng, 18 cánh tay là tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. Khổ không có từ đâu hết á, từ con mắt mình nhìn, rồi cái phân biệt ưa thương, ghét muốn. Lỗ tai mình từ cái nghe rồi phân biệt thôi. Ca sĩ này hát không hay, nhiều khi người ta lên ta góp vui văn nghệ á, trời ơi, tôi phải công nhận, tôi phải cho cái ông này giải can đảm. Hát dở muốn chết mà cũng lên hát hoài. Nhưng mà mình có lên hát được như người ta đâu. Nhưng mà ngồi ở dưới khen chê đủ kiểu hết. Vậy là lỗ tai vẫn nghe, nhưng mà thường mình nghe xong mình không bao giờ để yên đâu. Khiều, nghe không? Nghe không? Dở như hạch. Như vậy 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18. Có phải không? Mà địa ngục cũng là 18 cõi. Khổ đau nó không từ đâu hết á. Hờn vui, thương ghét, giận tức hằng ngày từ 6 căn. Cho nên Đức Phật dạy nè, khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là gì? Cái tật. Nhìn đâu nói đó, nghe đâu nói đó, không cần biết chuyện đúng chuyện phải, chuyện hay chuyện quấy của ai, dính dáng tới mình không, cứ nói lung tung lên. Thành thứ đó, hằng ngày phiền não từ đâu? Từ những chuyện đó thôi. Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Phải phòng hộ nó, đừng để nó lăng xăng. Cho nên các vị tu hành, có vị lên thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, giới nhiều quá con giữ không nổi. Đức Phật nói vậy, bây giờ tôi cho ông một giới thôi, ông giữ nổi không? Trời, còn gì bằng. Từ 250 giới mà rớt xuống còn có một giới là ngon lành. Phật nói ông giữ giùm tôi cái giới tâm ý. Tất cả tội từ đâu sanh? Tất cả hành thiện từ đâu sanh? Cho nên giữ cái tâm. Tâm mà tịnh thì
bao nhiêu tội nó cũng đâu có mặt. Cho nên thế là cầu xong thôi đúng không? Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Đâu phải tâm tịnh là tội tiêu. Bởi vì tâm mà tịnh thì đâu có tạo nghiệp. Vậy thì tội không tiêu là gì? Phải không? Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Còn nếu mà tâm không tịnh thì thấy ai để hở là mình cứ lượm đều đều. Cho nên tội nó không tiêu. Bây giờ ví dụ như hồi đó mình hay ăn cắp, thấy đồ của ai để mình cũng quơ. Đấy, cái này là nhân là tôi tham, tôi có cái gốc tham. Rồi cái duyên tham là người ta để đồ hở. Ai đó mua đồng hồ, cà rá, nhẫn gì đi vô washroom hay lột để đó rồi ra, rồi tôi bước vô nó chắc ơn trên cho. Là mình có cái gốc tham, gọi là nhân tham. Cái của người ta để gọi là duyên tham. Rồi mình suy nghĩ cách nào để mình lượm bỏ túi gọi là cách thức tham. Mà ba cái đó nó đầy đủ thì thành là nghiệp tham. Ví dụ mình mượn tiền người ta đi, mình mượn cái người ta cho mượn, ta mượn xong rồi cái mình không trả. Thành thứ ra là duyên tham, nhân duyên tham, nghĩ cách quịch, lâu ngày thành nghiệp tham. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là nó hình thành khi nó đầy đủ mọi cái hoàn cảnh. Như vậy thì mắt của mình là một căn. Hình sắc, mắt là thấy sắc. Có tâm thức là phải nhận thức. Nhưng nếu có chánh niệm, nhận thức như là hoa hồng. Là hoa hồng. Cái hoa hồng chùa này không đẹp bằng chùa kia là có chuyện rồi đó nha. Hôm nay chùa này đãi bún Huế, cứ ăn bún Huế chùa này đừng khiều, dở hơn chùa hôm qua. Hôm nay mới có chuyện nha. Ăn mà còn kiếm chuyện nữa. Quý vị thấy không? Thức đó từ đó. Mà nếu như cái người nào mà ta nghe người ta bỏ qua thì không có chuyện gì, mà ta học lại thì có phải địa ngục có mặt không? Bữa nào bà đó tới không cho ăn. Rồi bắt đầu có chuyện tiếp. Thà thử ra sáu căn, sáu trần, sáu thức. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. Không hề có vô minh, cũng không hết vô minh. Tại vì tất cả các pháp nó đều là do tâm mình sanh đấy. Nó biến thôi. Cho nên Đức Chuẩn Đề á, ngài có con mắt này nè. Có con mắt thật trí này cho nên ngài thấy được tất cả các pháp chỉ là tạm. Đủ cái duyên nào mình độ duyên đó. Cho nên tất cả mọi phương tiện. Vì vậy mà hình ảnh của Phật Bồ Tát là biểu tượng để chúng ta hướng tâm, học hỏi chúng ta tu. Và Pháp Hòa xin nhắc á, hình ảnh Phật Bồ Tát từ cái ánh, từ cái tay, từ cái bắt ấn, từ cái áo mão của các ngài, từ con thú các ngài cởi, từ cái sắc diện của các ngài đều là mang cái biểu tướng nhắc nhở chúng ta. Ở đây có ai thấy tượng 18 La Hán chưa? Hả? Có quý vị đi Việt Nam thỉnh thoảng nhiều chùa có tượng 18 La Hán. 18 ông La Hán quý vị nhìn tượng vị nào cũng kỳ cục không? Mặt mũi lạ lùng lắm. Đừng lo, mình hết á. Có bữa mắt mình dày nè, có bữa miệng mình dày nè, đủ kiểu hết á. Mình không phải La Hán là gì, nhưng mà ta tu thành La Hán, mình tu riết thành La Làng. Con từ phương xa đến, có duyên lành gặp thầy không dễ gì, cho nên hai chị em muốn xin quy y. Rồi đây cũng một Phật tử ở xa muốn xin quy y. Cái này cứ nói chuyện với thầy trụ trì. Làm sao để một gia đình hạnh phúc vững bền? Làm sao để mình ra quyết định sáng suốt, ít sai lầm tổn hại? Khi mình có gia đình, mình gặp một người đó mình thương, tức là mình đã có tình thương. Vì thủy chung trong cuộc sống, ai cũng muốn có một người để mình thương, và ai cũng muốn có một người nào đó thương mình. Đó là cuộc sống con người. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là gì? Phải biết cách thương. Cũng giống như hoa nó nở đẹp cho mình vì mình cần chăm sóc cho hoa, để hoa nó nở đẹp cho mình. Nhưng cái quan trọng là mình phải biết chăm sóc hoa,
để hoa nó có thể nở cho mình. Chứ không biết tưới nước là một chuyện, thấy không? Mình tưới nước là một chuyện, nhưng mà phải biết cách tưới. Hoa nào cần bao nhiêu nước, và thậm chí hoa nào cần nước nhiều nước ít, và thỉnh thoảng hoa nào, bình chậu cây nào nó cần ra ánh nắng nhiều ít. Cho nên trồng một cái cây mà không hề biết gì về cây thì trồng trước sau nó cũng chết, vì chúng ta không nghiên cứu về nó. Như vậy thì mình sống chung với một con người khác lắm. Một con người á, cái cây này nè, mình không chăm sóc nó tự nó chết, nó héo thôi. Còn người kia, một con người mình sống chung, mình không chăm sóc, họ không tự chết, họ tự héo đâu. Họ tự quật lại mình, họ tự hành lại mình, họ tự phản bác lại mình. Vì mình đem họ về mà mình không chăm sóc, mà mình chăm sóc không đúng nữa, phải không? Thành thử ra con người nó hơn cả cây nữa. Thành thử ra mình phải biết rằng thương hoa là một việc, nhưng phải biết hoa. Tưới hoa là một việc, phải biết cách tưới. Con người sống nhau cũng thế thôi. Cho nên Pháp Hòa hay nói với các bạn, thứ tư này, cuối tuần này Pháp Hòa ba cái đám cưới cho người Mỹ này. Mà cặp trẻ nào, dù Việt Nam, dù người Mỹ, Pháp Hòa đều nói giống nhau: today you start to construct your happiness. Construct là gì? Xây dựng. Mình phải có maintenance để cái construction để nó completely and last long. Nhưng mà bên cạnh cái chữ construct thì nó có chữ gì nữa? Destruct, phá hoại. Thương là đúng rồi, nhưng hiểu chưa? Hiểu nhau chưa? Không bao nhiêu. Cho nên mình thương mà phải hiểu. Khi mình có hiểu người đó thì mình sẽ thương được người đó. Và hiểu được người đó rồi thì cái tình thương của mình nó sẽ biết cách diễn đạt để người đó tiếp nhận tình thương một mình một cách nhẹ nhàng. Cho nên một cái gia đình hạnh phúc bền vững không phải chỉ yếu tố thương là đủ, mà phải có yếu tố của hiểu. Rồi có yếu tố gì nữa? Hiểu xong rồi gì nữa? Phải có yếu tố của nhẫn nại. Tại vì mình hiểu người đó nóng tính, nhưng mình không nhẫn nại vì người đó thì hạnh phúc cũng khó bền. Cho nên thương, hiểu, nhẫn nại. Rồi bây giờ muốn nói lại, phải có ái ngữ. Cũng giống như một cái nhà thôi, đâu thể đem xi măng vô xây được không? Xi măng, gạch, đinh, tất cả mọi dụng cụ để xây một căn nhà. Tình cảm con người cũng thế, không phải chỉ thương hiểu là đủ, mà hiểu rồi thì phải có phương pháp. Phương pháp của tôi là nhẫn, phương pháp của tôi là ái ngữ, phương pháp của tôi là lắng nghe, phương pháp của tôi là khi nào người đó nóng tôi đi chỗ khác. Tại vì tôi đã học rồi, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cho nên sự bền vững của một ngôi chùa, của một gia đình, của một tình cảm không phải chỉ một yếu tố thương là đủ. Tại vì mình thương mà không biết cách thương thì người đó sẽ bị thương. Mà họ chịu hết nổi mình rồi, họ sẽ tấn công mình lại thì mình bị tổn thương. Rồi cả hai đi vô nhà thương. Hết giờ chưa thầy? Em vừa mỏi tay. Cái này nó nói thân em thì ốm yếu, như tay em thì ốm yếu nhỏ nhoi, mà cầm hai anh thì còn gì thân em nè, còn gì tay em nè. Cho quý vị nhớ nha, khi mình hiểu một điều gì rồi phải có phương pháp. Ví dụ như quý vị thấy cái cây này tự nhiên sao nó lung lay, à nó bị gãy, thì phải có phương pháp niềng nó để cho nó vững. Mình hiểu được cái người chồng mình nóng tính, mình có phương pháp nhẫn nại, ái ngữ, lắng nghe để làm sao cái nóng nảy đó đừng có bộc phát. Mà khi mà mình nóng mình bộc phát theo á, không phải giữa hai người lớn mà con cái mình sẽ là người thừa hưởng. Thì cái gia đình này nó sẽ đốt hết từ những cái chúng ta không biết có phương pháp. Cho nên tại sao phải quy y pháp? Quy y pháp để học phương pháp, nương tựa giáo pháp, nương tựa chân lý, nương tựa lời Phật, để chúng ta có công thức giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.
Đạo Phật là đạo cho con người, cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, chứ không phải đạo Phật trên bàn thờ, không phải đạo Phật ở trong chùa để chúng ta đi cúng, mà chúng ta phải mang đạo Phật vào trong đời sống của chúng ta. Như vậy mới đúng nghĩa của, mà mục đích của Đức Phật ra đời, và đúng nghĩa của hai chữ đạo Phật. Mục đích của Đức Phật ra đời là để cho con người một phương pháp chuyển hóa khổ đau, sống như thế nào để thích ứng với hoàn cảnh, để chúng ta có thể đi được những cái cơn sóng trong cuộc đời. Vì chúng ta thủy chung không dừng được những cơn sóng, nhưng chúng ta có thể đi được với cơn sóng. Chúng ta không dừng được cơn mưa, nhưng chúng ta biết sử dụng áo mưa và đi dù. Đại khái vậy. Con may mắn từ khi nhỏ được mẹ dắt đi chùa, nay con lớn và luôn luôn tin vào Phật, tin vào nhân quả. Con có chơi chung với một nhóm bạn, nhưng bạn của con chưa bao giờ nghe kinh, và cho dù con có rủ bạn con cũng không nghe. Con muốn hỏi thầy làm thế nào để gieo duyên, cũng như làm thế nào để cho nhóm bạn con hướng về Phật. Muốn bạn nghe pháp, bữa nào bạn tới nhà điểm nguyệt hết, ngồi yên chỗ mở pháp cho ta nghe. Mình đọc điểm nguyệt làm gì? Thưa đại chúng, khi mà mình có được một cái phương, mình có một cái đời sống tốt, mình thương ai á, mà mình muốn cho người đó theo cái cách của mình là cái tâm tốt. Nhưng mà mình cũng phải quán lại cái căn cơ và cái duyên lành của mỗi người. Tại vì chưa đủ cái duyên thì họ không thể có mặt. Pháp Hòa ví dụ, một cái trái nở trên cây, mình rất muốn hái xuống nó để đại khách, nhưng mà nó chưa chín, và mình hái rất non và đem đi vú, thì cuối cùng ngày hôm đó mình vẫn có một trái gì đó mang ra đãi bạn, nhưng mà nó có ngon không? Không ngon. Vì nó không phải là loại trái chín cây, mà nó là loại trái non và vú ép. Cái gì ép là thấy không dễ thôi, hơi mệt rồi đó. Ép ăn là đã khổ chứ đừng nói ép tu. Cho nên thôi thì bây giờ có tâm lành là tốt rồi. Nhưng Pháp Hòa bày cho đại chúng một bài, một cái cách để làm sao mình vẫn gieo duyên cho bạn mình, là chúng ta linh động chuyển hóa bạn mình trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ bạn mình nói một điều gì không đúng về ai đó, chị ơi mình chưa chắc, mình cái điều đó mình chưa chắc, mình khoan nói. Mình chỉ giống như mình nói chuyện hàng ngày vậy thôi, mình khuyên bình thường vậy thôi, nhưng mà thật sự mình đang gieo vào lòng họ một cái tâm thiện lành, một cái giáo pháp, nhưng mà không qua hình thức Phật giải này nè. Mình nghĩ vậy mình tội, mình nghĩ vậy mình đọa địa ngục. Trời ơi, thiên đường họ còn chưa muốn lên nữa chứ đừng để địa ngục ra hù. Mấy cái đó không có work chứ các vị đó đâu. Đừng có lấy chùa chiền Phật trời nhân quả gì ra nói hết đó. Cứ nói thực tế trong cuộc sống thôi. Điều gì mình chưa biết mình khoan nói chị, để mình tìm hiểu coi làm sao. Rồi thí dụ như cái người đó họ lỡ làm trật với mình á, cái người kia họ nói sao mà chị tha thứ cho nó, thì thôi nó nhỏ hơn mình làm lớn hơn nó, mình tha thứ cho nó để mọi việc cho nó vui vẻ. Chị em với nhau không sống nay chết mai, sống nay chết mai là mình nói vô thường rồi đó, phải không? Bỏ qua là mình nói tha thứ rồi đó, mà mình đâu có dùng hai chữ vô thường với họ làm chi. Mà mình nói vậy cái dạy đời tôi á, do mình, cái cách sống của mình và cái cách giáo hóa của mình. Đạo Phật nó đâu phải trong ngôn ngữ vậy đâu, đâu có đóng khung gì hết. Cục bột mà đưa vô tay mình á, mình nhỏ nhỏ kêu trà ỉ, to to kêu sôi nước, khỏi nước đường thì kêu bánh ít trần, chan nước mắm bánh ít trần, chan nước đường kêu trôi nước, phải không? Cũng nó thôi. Rồi bữa nào không có cái lấy cái viên ỉ nhét viên đậu phộng vô, gì ỉ đậu phộng. Do mình hết, phải không? Cũng là cái nếp để màu tím, dù không phải lá cẩm nhưng thấy màu tím cái kiểu gì, xôi lá cẩm. Để màu xanh lè kêu lá dứa. Để màu cam đậm thì là đậm kiểu gì, xôi gất. Mà nó có gất cái gì đâu, nó có cẩm gì đâu. Nhưng mà cục nếp nó vô tay mình
thì mình biến nó màu gì để nó thành cái đó thôi. Thành thử ra tà pháp mà lọt trong tay của người chánh, tà nó cũng thành chánh. Nhưng mà nếu điều đó là chánh mà lọt vô tay của người tà thì sao? Phá chánh nó cũng thành tà. Vậy thì người đời rặc đi chung với một người tu, người tu biết cách cũng cảm hóa được người đời, dù họ không mang cái hình màu tướng hình sắc của đạo, nhưng từ từ họ dần sẽ là đạo. Bởi vì đạo là gì? Đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là chân lý. Người nào sống được với chân lý, dù họ không mang tên đạo gì, nhưng họ cũng là đạo Phật. Vì Phật là tỉnh thức giác ngộ. Người đó sống thiếu bổn phận với vợ chồng con cái họ, ráng khuyên họ, nói cho họ biết cách nào họ sống đúng cái bổn phận của chồng của vợ, họ cũng là đạo rồi. Mình đã cho họ cái đạo rồi. Cho nên quý vị thấy không, Đức Quan Âm tại sao có nhiều thân? Tùy duyên mà hóa độ. Có khi ngài hiện đồng nam, có khi ngài hiện đồng nữ, có khi ngài hiện thành tỳ kheo, có khi ngài hiện thành tỳ kheo ni, vân vân. Cho nên tùy theo cách sống của mình. Có một cái cô đó, cổ thương ông thầy, tại chồng chết lên chùa nhờ thầy tụng kinh. 49 ngày mới có tuần thứ 3 thương thầy, đòi thầy cưới cổ. Thầy mới nói sao biết không? Chồng cô mới mất, mình mới có 3 tuần làm đám cưới người ta cười. Thôi ráng đi, 49 ngày rồi cưới nhau. Cái là cổ ráng, cổ cuốn thất cho ổng, cổ tụng kinh, cổ tu học tới 49 ngày. Sau 49 ngày cổ nói, chuyện của mình sao anh? Thầy ổng nói, thôi chưa đâu, còn sớm lắm, 100 ngày đi. Rồi cái cổ cũng ráng tụng kinh Địa Tạng, cổ ráng ngồi thiền niệm Phật tới 100 ngày. Sau 100 ngày cổ nhắc tiếp, cổ nói, rồi sao anh? Ổng nói, còn sớm quá, thôi năm đi. Sau 2 năm thọ tang, thầy giáo lý dẫn dắt cho cổ, đến hết 2 năm cổ nói, thôi em đi tu. Tại bây giờ cô hiểu rồi, tình chỉ đẹp khi tình gian dở, phải không? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Thành thử ra cổ hiểu được cái đó, cho nên cổ thoát. Nhưng mà ông thầy đó không làm gì. Cái vị thầy đó đã dùng một cái phương tiện là gì? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta dục là người ta trong cái tình cảm, không có trách người ta được. Trong khi người ta hụt hẫng, người ta buồn khổ, có một người nào đó xuất hiện thương người ta, chuyện đó bình thường. Cho nên thầy cũng mương vào cái đó. Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Lấy cái trí tuệ mà nhổ cái khổ đau đó ra, nhổ cái dính mắc đó ra. Đó, đại ý là như vậy. Thôi hết giờ rồi, mà cũng hết câu hỏi rồi. Thưa đại chúng, bây giờ là hơn 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng rồi. Đại chúng ngồi đây cũng đã lâu, và có một số cũng phải cần về rất là xa, thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn có nhiều sức khỏe bình an, gia đình luôn luôn được hạnh phúc, cuộc sống hàng ngày luôn luôn được thuận lợi theo tâm nguyện của mình. Và trước khi dứt lời, xin đại chúng cùng ngồi yên, chúng ta cùng đọc lời hồi hướng. Trước hết là chúng ta cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc. Kế đến là chúng ta đem cái công đức tu tập nghe pháp này hồi hướng cho đạo tràng chùa Lâm Tỳ Ni, công trình xây dựng chánh điện sớm ngày được hoàn thành tốt đẹp. Thì đó là công đức thầy trụ trì và tăng chúng đã tổ chức cho chúng ta có buổi chiều hôm nay. Thì chúng ta xin đáp lại bằng sự hồi hướng cầu nguyện cho cái công trình xây dựng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi hồi hướng xong đi, rồi có ai yêu cầu gì mình tính sao. Rồi xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng
tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.